mạng quốc tế, tại sao điểm PISA Việt Nam quá cao? Gần đây có một độc giả tỏ ra khó hiểu vì sao Việt Nam là một quốc gia còn nghèo nhưng lại có điểm số PISA cao nhất nhì khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, đứng trên cả Mỹ. Trước khi đọc suy nghĩ của dân mạng quốc tế về vấn đề này thì hãy cùng tìm hiểu một chút thông tin về điểm PISA là gì nhé. PISA là chương trình đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD khởi xướng và chỉ đạo. PISA nổi bật nhờ quy mô toàn cầu và tính chu kỳ 3 năm một lần. PISA xây dựng một khung đánh giá năng lực riêng, không dựa trên bất cứ chương trình giáo dục của quốc gia nào về ba lĩnh vực là toán học, khoa học, đọc hiểu để đánh giá học sinh ở độ tuổi 15, tuổi kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Mỗi kỳ thi đánh giá sẽ có một lĩnh vực được lựa chọn để đánh giá sâu hơn, gọi là lĩnh vực trọng tâm và sử dụng làm căn cứ để xếp loại chất lượng giáo dục của các quốc gia. Năm 2018, phần đọc hiểu, điểm số Việt Nam cao thứ 13 trên 79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Về lĩnh vực toán học, Việt Nam đạt 496 điểm, cao thứ 24, giảm 2 bậc. Còn với khoa học, Việt Nam đạt 543 điểm, cao thứ 4, tăng 8 hạng so với năm 2015. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia có số học sinh trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc thi cao nhất, xếp trên cả Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Singapore. Tuy giành điểm số rất cao, nhưng kết quả PISA Việt Nam 2018 lại không được tổ chức OECD xếp hạng. Lý giải nguyên nhân, tổ chức này cho hay, Việt Nam là trường hợp quá đặc biệt. Tổ chức này cần thêm thời gian để nghiên cứu sâu hơn về sự khác biệt điểm số của Việt Nam so với các quốc gia khác. Độc giả có tên Doc Kim bình luận, văn hóa Việt Nam rất chú trọng đến giáo dục và thành tích học tập. Trẻ em Việt Nam chịu nhiều áp lực hơn để làm tốt hơn các bạn cùng lứa tuổi ở các nước Đông Nam Á khác. Trẻ em Việt Nam dành nhiều thời gian cho việc học và làm bài hơn các bạn ở các nước Đông Nam Á. Cha mẹ Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào con cái học giỏi. Đơn giản, người Việt Nam thuộc chủng tộc Mongoloid, người Monoloki, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Người Việt Nam có nguồn gốc Đông Nam Á hơn nên có chỉ số thông minh thấp hơn một chút so với người Hán thuần túy. Singapore chủ yếu là người Trung Quốc, trong khi Việt Nam có lẽ có số lượng gen Trung Quốc cao nhất trong tổng số gen của người Hán. Những người Hoa và người Hoa đặc biệt có hoàn cảnh xa xứ, không chỉ siêng năng, chăm chỉ mà lòng thích hướng tới những điều tốt đẹp hơn và ý thức tự lập khiến họ bám vào công việc kinh doanh để kiếm sống. Và khi bạn kinh doanh để kiếm sống, bạn cần một trí óc tỉnh táo và nhanh nhạy. Trong lĩnh vực mua sắm và tiếp thị, nó có nghĩa là khả năng di chuyển xung quanh và đặc biệt là kết nối và liên hệ, điều này luôn ở mức cao. Trong quản lý và kiểm soát nợ, phí bảo hiểm luôn được đặt lên hàng đầu trong việc hạch toán tốt đối với các doanh nhân truyền thống, đặc biệt là những người có kết nối với Trung Quốc. Việc sử dụng APACUS trong trường hợp không có máy tính là một thông lệ phổ biến. Tôi có thể gợi ý cơ sở cho những thành tích vững chắc trong PISA ở toán và khoa học ở Singapore và Việt Nam là nền tảng vững chắc cho tư duy chia hai đã được chuẩn bị bằng cách sử dụng APACUS truyền thống trong quản lý và tính toán kinh doanh truyền thống. Giữa những người siêng năng, chăm chỉ và có định hướng kinh doanh của cả Singapore và Việt Nam, những món quà cũng được chuyển đến con cháu của họ. Vâng, riêng bản thân mình rất đồng tình với quan điểm của độc giả Doc Kim. Đó là học sinh Việt Nam có điểm số PISA cao chủ yếu do văn hóa, sự chăm chỉ và sự kỳ vọng của gia đình, xã hội trong việc nâng cao thành tích học tập. Điều đó chúng ta cũng có thể dễ dàng liên hệ ở ngay Việt Nam. Những học sinh ở khu vực Bắc Trung Bộ hay miền Trung thường có kết quả học tập tốt hơn khu vực phía Nam hoặc miền núi phía Bắc. Những người nổi tiếng chăm chỉ và kiên trì. Nhiều người cho rằng điểm PISA cao làm gì khi đất nước vẫn nghèo. Nhưng họ đâu biết rằng Việt Nam nghèo đâu phải do điểm PISA cao. Điểm PISA cao mà chúng ta còn nghèo thì thử hỏi
Nếu điểm PISA thấp thì sẽ nghèo đến cỡ nào nữa? Đương nhiên, giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập, nhưng nó cũng phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam thôi. Khi đất nước còn nhiều thiếu thốn về mặt vật chất, trang thiết bị, thì chỉ có thành tích học tập tốt mới có cơ hội việc làm tốt ở cả trong nước lẫn thế giới, mới có thể thoát nghèo như cái cách Hàn Quốc, Trung Quốc, những quốc gia nổi tiếng giáo dục dập khuôn, xem trọng thành tích đã từng làm.